xin chào các bạn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kỳ thi GRPD rồi. Hãy vào ngay dũngmoney.com để luyện thi thôi. Các bài luyện thi thì mình đã đăng rất là nhiều, mình đã công khai rất là nhiều từ mấy hôm trước rồi. Tuy nhiên hôm nay mình mới công khai thêm một phần nữa, đó là phần ngữ pháp. Chữ Hán từ vựng này nhá. Thì đồng nghĩa là câu xong hết rồi, bây giờ mình công khai cả phần ngữ pháp nữa. Chúng ta thử vào và xem thử xem nó có cái gì. Đề số 1. Đề số 1. Làm thử không nhỉ? Sự lực của tổ cả. Cái bài này hình như cô Hiền cô ấy chữa rồi thì phải. Thì chúng ta thử làm đề khác vậy. Đề 10 này xem nào. Thử làm đề khác nhá. Ok. Thì cô Sinosai này, kê tạ cột tắn này, gì đây? Kazeo Hikigachi này, dễ bị cúm này, nan độ mố chiwi sai tạ kotoka. Thì bao giờ mình đi với nghi vấn từ này, không có trợ từ thì là nan độ mố nó không phải, nan độ thôi, nan độ này. Tiếp theo này, Amega Furi Somonai này, chắc là không mưa đâu. Ừ, Yo Nomeva no hô độ này, chắc là con này đúng rồi. Yoshin De Sae này, ngay cả mẹ cũng không biết này, Shiranakata này. Tiếp theo là Ski Đế Mộ thì là Ikura này. Xong rồi gì đây? Tayami viết thư này tận 3 tiếng cơ á. Thế nhưng mà sao lại ngắn thế? Tức là Sorinist hóa thì nó ngược lại với thời gian không? Viết tận 3 tiếng mà sao ngắn thế? Hay là Tây mà sao tiếng Việt giỏi thế? Tức là nó trái với cái dự đoán của mình mà 3 tiếng là phải viết rất là dài, nhưng mà thằng này viết này rất là ngắn này. Đây là Sorinist ạ, Mizukai này. Thế theo câu số 10 này, Minna Speech no Toki này, Skina Koe De Hakiris này, được rồi. Chắc là Hazukashi Garanai đấy rồi. Hazukashi Garu dành cho ngôi thứ ba. Mọi người ơi, khi mà phát biểu thì đừng có mà ngại ngùng đúng không? Hãy nói chuyện rõ ràng và bằng cái giọng thật là to. Tiếp theo môn đề 2 này, điền từ thế nào? Ikutsumori Nara này, nếu mà muốn thì Hayame ni Yoyaku này. Tức là gì đây? 2, 1, 3, 4 này, chắc là thế. Kyo wa Sken De. Sken De thì đây nhỉ? Moto ni đâu? Data o moto ni. Erareta data đúng không? Câu này chắc là gì đây? Erareta data. Đáp án là đáp án 1. O moto ni. Erareta data o moto ni. Được chưa? Tiếp theo câu này là ni wa kesshite đứng đầu tiên này. Yoniste kudasai. Yoniste kudasai là yoni còn gì nữa. Còn câu này là gì đây? Makeru tabi ni này. Kondo koso wa to omo ga nando mo yatte mo katte nai. Thì chắc là câu này câu câu này thôi. To omo ga. Được ạ. Các bạn thử xem nào. Đáp án. Tên tên tên. Đây đây. 100 điểm. Đã quá. 100 điểm. Nó thử xem bài làm thế nào. Đúng rồi. Đúng hết, đúng hết, đúng hết, đúng hết. Đúng hết, đây là 100 điểm. Ok. Các bạn nhớ tham gia nhé. Bye bye. Nhớ vào đây làm thử, làm thử. Là kỳ thi tháng 7 này nhất định mình sẽ đỗ. Nếu mà làm thật là nhiều bài, thật là nhiều bài. Hi, bye bye.